Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game là Mộng Giang Hồ H5. Thì con này là con đa nền tảng nha anh em Android, iOS đều chơi được hết á. Thì anh em có thể chơi trên cái đường link là monggianghoh5.com ha. Đấy. Rồi thì con này sẽ chính thức open server mới cho anh em chơi nha. Thì con này open server mới ngày hôm nay luôn, ngày 30 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Rồi thì đây là cái bay chính thức của con là Mộng Giang Hồ nha anh em. Đấy, một con game đa nền tảng ha, server revive nha anh em. Anh em có thể cài cuốc con này nha anh em. Thì con này anh em cài chai vẫn đánh quái rơi kim bảo luôn nha anh em. Anh em có thể lên VIP luôn. Đấy. Thì con này sẽ chính thức open server 5 nha. Ngày hôm nay luôn, ngày 30 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Free cho mấy anh em là một cái bộ cu đi tân thủ như thế này nha. Gồm có 5 cái cu đi nha anh em. Thì anh em sẽ nhập nó ở trong cái cửa sổ nổi ở trong game luôn nha anh em. Ngoài cái cu đi tân thủ á, thì anh em có thể chơi cái sự kiện là lai xe nè. Ở đây mình thấy anh em làm lai xe á, thì anh em sẽ được một cái cu đi là 300k kim nguyên bảo nha anh em, 4 viên bảo thạch cấp 9 nè, 20k lễ bao tự chọn bồi dưỡng đan ha, và một set thời trang thẩm quyến ma chủ xxr cực xịn nha anh em. Đấy, đây là cái nhiệm vụ lai xe ha, anh em có thể chơi nha anh em. Rồi thì bây giờ anh em sẽ đi nhập cái cu đi nha anh em. Thì anh em thấy cái cửa sổ nổi ha, cái cửa sổ nổi trong game của mấy anh em ha. Thì trong cái cửa sổ nổi này á, thì nó giống như cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em vậy đó. Ở đây nó có nạp xu nè, gift cu đi nè, cửa hàng vật phẩm ha, những cái sự kiện như là mời bạn, sự kiện đăng nhập, sự kiện tích nạp thu phí, tiêu phí liên nạp rồi nha anh em, dòng quay rồi nè, xúc sắc nè, fanpage luôn ha. Thì đầy đủ có trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em nè. Rồi anh em sẽ chọn cái phần gift cu đi nha. Ở đây là gợi ý cho mấy anh em là 5 cái cu đi. Mình thấy cho mấy anh em là kim nguyên bảo nè, 200k nè ha, SP nè, gương nè, đây gương gì đây? Gương truyền thuyết. Gương truyền thuyết ngoại hiển bảo gương, gương truyền thuyết nha anh em. Cu đi 2 thì cho mấy anh em là 400k kim nguyên bảo nè. Đấy. Này thánh tệ 2k thánh tệ nè. Thì đây là rất nhiều những phần quà của cô đi tân thủ cho mấy anh em ha. Rồi thì anh em sẽ lấy cô đi ở đây nha anh em sẽ nhập luôn. Đấy. Nhớ là server 5 nha anh em, server 5 chính thức open ngày hôm nay luôn. Đây, nhận nè. Đây anh em thấy nhận thành công ha. Rồi thì lần lượt mình sẽ nhập hết nha anh em. Rồi thì mình đã nhập tất cả các cu đi tân thủ nha anh em. Thì anh em có thể làm thêm cái lai xe ha, như mình nói lúc đầu nha anh em. Anh em làm thêm cái cu đi lai xe thì anh em sẽ nhận được nha anh em. Rồi ở đây là anh em sẽ được tặng là ớt VIP 3 nè. Đây. Anh em có thể cài chai ha, nhận những cái thẻ thẻ nạp nè. Anh em sẽ lên VIP luôn. Đấy, cho mấy anh em thời trang đồ các kiểu luôn. Rất là nhiều nha anh em. Đây, thời trang rồi nè. Đấy. Rồi anh em nhập cu đi xong thì anh em sẽ vào phần thư ha, nhận hết nha anh em. Thì đây là 5 cái cu đi tân thủ của mấy anh em ha. Thì mình sẽ nhận hết luôn nè. Đây. Rất ok nha anh em. Rồi thì anh em lên được cái ớt VIP 10 luôn nè. Đây, rất là ngon nha, nhận phần thưởng ớt VIP 10 nha anh em. Rồi thì một con game revive đa nền tảng nha anh em, thì đã chính thức open server 5 ha, ngày hôm nay luôn, ngày 30 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Thì anh em có thể lấy link về chơi ha. Thì toàn bộ link của con này mình sẽ để trong phần mô tả của cái video này nha anh em, cũng như cu đi luôn nha. Thì anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. We'll be right back.
need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. For you.